Con gái khi được hẹn hò, nhất là buổi đầu, thì thường vô cùng háo hức trang điểm nè, ăn diện chỉnh chu để gây ấn tượng với người ấy. Thế nhưng cô gái sau đây đã bị chàng trai trong mộng của mình chê ngực lép, khiến cho cô sụp đổ hết hình tượng soái ca trong lần gặp đầu tiên. Đàn ông con trai giờ cứ phải mông ngực đầu tiên mới được à? Mình nói chung là hơi gầy mà còn lép. Các bạn cứ hình dung là hai cái ốc vít để trên tường như vậy là được. Mình thì có muốn vậy đâu, con gái ai chẳng muốn có cái này cái kia một chút, nhưng mà sinh ra đã vậy rồi thì biết sao. Thế có anh tán mình, tán được 2 tuần thì mình cũng mở lòng đi chơi với anh. Tụi mình đi được một đoạn thì mọi người biết anh nói gì không? Em cứ như con trai để tóc dài ý nhỉ? Ý anh là sao ạ? À? À thì anh trêu thôi, ngực em lép nhờ, có khi chả bằng anh ấy, ha ha ha. Giữa đường giữa lối bảo ngực em lép nhờ, xong khi vừa đi vừa cười như cà khịa mình ấy. Tức quá, cô gái này đã yêu cầu dừng xe, quyết định đi xe ôm về nhà không hẹn hò chi nữa. Và không quên phàn nàn, đàn ông con trai chê con gái ngực lép tưởng vui hả? Câu chuyện khá là hài hước được chia sẻ trên diễn đàn mạng xã hội, nhanh chóng thu hút được sự chú ý của hội FA. Nhiều người bày tỏ quan ngại với cô gái, là có người thì chê ba anh chàng kia hết lời. Đúng là ngực lép thì không phải là cái tội, nhưng mà cái tội là anh chàng này lại lấy tiêu chí ngực ra làm thước đo tình yêu. Thế nên câu chuyện tình chưa kịp kéo dài vài tiếng đã chấm dứt ngay lần hẹn đầu và block luôn Facebook của nhau. Cũng vì vậy, thật là éo le đến nỗi dân mạng cũng phải ngậm ngùi.